Câu hỏi của khán giả Phùng Đức Nguyên có số điện thoại là 0978, 3 số cuối là 504, đến từ Chi Đám, Đoan Hùng, Phú Thọ. Có hỏi chuyên gia về nội dung như sau: vườn bưởi trồng được 15 năm tuổi có hiện tượng là bị rỉ sắt thì nên dùng sun phát đồng hay là thuốc gốc đồng để điều trị? Nói chung bác nói là rất đúng rồi, thuốc sun phát đồng nó cũng là gốc đồng. Đấy, và thuốc gốc đồng thì có rất nhiều cái. Thì cái rỉ sắt là một, cái đốm lá là hai, thì nên là sử dụng và thuốc gốc đồng. Đấy, thế nhưng mà cái điều quan trọng ấy là mình phòng, bởi vì nếu mà nó đã bị rồi thì không chữa được. Cái bác phun vào nó dừng lại là tốt rồi, đúng không ạ? Thế còn những cái chớm thì nó khỏi ngay, hoặc là chưa bị là không bị nữa. Đấy. Thế nhưng mà cái bệnh này nó phát triển rất là mạnh trong điều kiện mùa mưa. Cho nên bác chú ý là làm sao đừng để đất nó ẩm quá 70%. Thế và kể cả đất chua quá cũng không được. Nên để đất có độ pH từ 6,5. Đấy, 6,5 xung quanh là 6, 6,5, 7. Thì là rất là tốt. Do đó là bằng cách là bác phải chăm sóc và bón phân cho nó hợp lý. Thế còn thuốc gốc đồng thì bác nên phun những cái hoạt chất sau. Đó, một là phosphatin aluminium hoặc là copper hydroxide hoặc là copper oxy chloride. Bác có thể phun một trong ba cái hoạt chất thuộc là thuốc gốc đồng. Đó là phosphatin aluminium, copper chloride hoặc là copper hydroxide, hydroxide hoặc là copper oxy chloride. Thì đấy là cái hoạt chất rất có hiệu quả trong cái việc mà trừ cái đốm này, đốm nâu này, rồi trừ cái rỉ sắt này. Và bác cũng có thể là phun hai lần cách nhau độ 5-6 ngày, và nếu có điều kiện thì luân phiên thay đổi thuốc thì rất là tốt. Thế còn để phòng ấy, cái bệnh này thì thường là phát triển mạnh trong cái điều kiện là nóng rồi là ẩm cao. Đó, độ ẩm cao này, rồi nhiệt độ cao, và đặc biệt là trong cái điều kiện là mưa nhiều. Đấy, do nên là bác là chú ý là phải thoát nước, đào cái rạch. Đấy, làm sao thoát nước, mưa cái là thoát ngay. Và đặc biệt nếu mà ở đất thấp là phải càng đào sâu, rạch nó đào sâu đi để nó không chỉ thoát nước mặt khi mà trời mưa mà còn phải thoát cả cái nước ngầm nó dâng cao. Và nếu bác làm được như vậy thì nó sẽ hạn chế được rất nhiều. Đấy, trong đó có bệnh nào là đốm này, rỉ sắt này, rồi thối rễ. Nhưng giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc là vì làm sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15, 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn, giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145, luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam. Đam mê muốn chăn nuôi để góp phần đưa ra thị trường một cái nguồn
thực phẩm nó đảm bảo cho sức khỏe con người. Chăn nuôi để giúp người dân, những người có thu nhập thấp có thể tiếp cận được những thực phẩm sạch. Chắc chắn tất cả các sản phẩm được sản xuất ra từ khởi nghiệp sẽ là sản phẩm sạch. Từ khi bắt đầu kế hoạch sản xuất, nhìn cái cơ sở chăn nuôi nó quá sộc sạch. Đi vào đến cái khu trang trại này là rất khó khăn. Muốn nuôi cá thì không có vịt ở đây. Khi nhập giống, bán bên này ra để có bán bên đấy là lật xe đấy. Thẻ vất quá thẻ ạ. Này mà không tâm huyết, bỏ chương trình mất. Cái này là một cái sai lầm cơ bản của nông dân. Cứ nghĩ vườn tốt, cây tốt, chọn cây đó làm giống là sai lầm. Trong suốt quá trình sản xuất, vườn này năm ngoại là thiệu cá lê này. Cắt là phải chọn vào những cái ngày nắng ráo như thế này, chứ còn những ngày mưa tuyệt đối không được cắt điện. Đến khi thu hoạch sản phẩm, chương trình không đem tiền mặt cho anh, nhưng để cho anh làm được ra tiền. 2.000 con gà này thì anh chỉ lấy được 46 triệu, xin chúc anh chị. Đợi cho mừng nha. Khởi nghiệp, chương trình truyền hình thực tế, thiết thực và hấp dẫn, với nhiều tình huống bất ngờ. 2,5 cân trở lên còn 4 cân tôi bán ra khác chứ làm gì có chuyện. Trong chỗ này con nào ấy chân anh bỏ ra tôi trừ tiền cho ông, còn lớn như không què chân không lở rốn công bắt. Để tham gia chương trình khởi nghiệp, bà con gửi hồ sơ về địa chỉ ban tổ chức chương trình khởi nghiệp kênh VTC16, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ gồm đơn xin tham gia chương trình, trong đó nêu rõ kế hoạch sản xuất, gồm diện tích, số vốn, mô hình dự định triển khai, sơ yếu lý lịch có dấu của địa phương, 2 ảnh 4x6, một bảng photo chứng minh nhân dân. Khởi nghiệp 21:10 các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên 3N VTC16. VTC16 khởi nghiệp cùng nông dân.